cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Gần đây trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xuất hiện đối tượng giả danh nhân viên giao hàng shipper của các công ty vận chuyển uy tín nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng. Chị K.O. phường Kiến Nam cho biết, sáng ngày 12 tháng 8 năm 2024, chị nhận được cuộc gọi từ số điện thoại +841 519 0238 tự xưng là nhân viên giao hàng, thông báo chị có đơn quần áo trẻ em cần giao có giá trị 215.000 đồng. Lúc này, chị K.O. đang không có nhà và bản thân chị cũng có đặt hàng quần áo cho con qua mạng. Do đó, chị đã không mảy may nghi ngờ mà chuyển khoản thanh toán luôn. Tuy nhiên, sau khi chuyển thành công, chị tiếp tục nhận được tin nhắn từ shipper cho biết do nhầm lẫn nên số tài khoản trên là số đăng ký thẻ hội viên shipper. Khi chuyển tiền vào trong đó, trung tâm sẽ kích hoạt gói cước hội viên, mỗi tháng tự động bị trừ 3,5 triệu đồng từ tài khoản. Đồng thời, người tự nhận là shipper này cũng gửi kèm cho chị một đường link nói trang Facebook của trung tâm vận chuyển để liên hệ hủy đăng ký hội viên. Đối tượng liên tục gọi điện thúc giục chị vào đường link trên để nhắn tin hủy đăng ký. Chỉ mất 3 đến 5 phút thôi ạ, chị hủy giúp em với, không hàng tháng bên em lại khấu trừ số tài khoản chị đó. Lúc này, do đang ở ngoài và cũng muốn giúp đối tượng nên chị cũng không ngần ngại mở đường link và nhắn tin theo hướng dẫn. Tuy nhiên, khi hệ thống yêu cầu chị vào tài khoản ngân hàng và bật tính năng tài khoản doanh nghiệp lên thì chị bắt đầu nhận thấy có điều bất thường. Ngay lập tức, chị đã dừng lại mọi thao tác liên hệ tổng đài công ty vận chuyển để xác minh số điện thoại và phát hiện mình bị lừa. Có thể thấy, đây là một loại hình lừa đảo mới. Thủ đoạn của các đối tượng là tham gia các buổi livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội để nắm được thông tin khách hàng và các sản phẩm được đặt mua từ các tin nhắn đặt hàng công khai. Sau khi thu thập được thông tin, các đối tượng này sẽ giả danh là người giao hàng thuộc các công ty vận chuyển có tiếng như Giao Hàng Tiết Kiệm, thực hiện các cuộc gọi tới khách hàng và thường là vào giờ hành chính. Khi đó, khách hàng thường không có ở nhà hoặc trong thời gian làm việc không tiện nghe máy, đối tượng sẽ nói đã gửi hàng cho người quen, hàng xóm hoặc bạn bè và yêu cầu chuyển tiền thanh toán đơn hàng. Nhận được tiền, một là chúng chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc, hoặc thủ đoạn hơn, chúng sẽ tiếp tục lừa nạn nhân nhấn vào đường link lạ để chiếm quyền, điều khiển thiết bị và chiếm đoạt tài khoản ngân hàng. Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không nhận bất cứ đơn hàng nào mà mình không đặt mua, không chuyển khoản hoặc thanh toán các đơn hàng không có ảnh chụp rõ mã vận đơn, thông tin gửi nhận và tuyệt đối không click vào bất cứ đường link nào do người lạ gửi tới để tránh mắc bẫy của kẻ gian. Đồng thời, khi phát hiện có những dấu hiệu bất thường, phải dừng ngay giao dịch ngay và cung cấp thông tin vụ việc cho lực lượng công an nơi gần nhất hoặc phản ánh qua công trình, thu thập phản ảnh thông tin tình hình liên quan đến an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở vì bình yên cuộc sống. Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Dung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 28 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh năm 1971, ngụ thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, vào ngày 20 tháng 5 năm 2015, bà M, ngụ phường Bình Thắng, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương đã ký hợp đồng dịch vụ với Nguyễn Thị Ngọc Dung để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một mảnh đất có diện tích 200m². Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, Dung đã nhiều lần yêu cầu bà M chuyển số tiền hơn 8 tỷ đồng với lời hứa hẹn sẽ hoàn tất thủ tục. Tuy nhiên sau đó, Dung đã không thực hiện đúng cam kết và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Phát hiện mình bị lừa, M đã làm đơn tố cáo Dung để điều tra làm rõ vụ việc. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra các quyết định tố tụng và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ngày
Ngày 28 tháng 8, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phần xét hỏi 135 bị cáo trong vụ án cho vay lãi nặng xuyên quốc gia với mức lãi suất lên tới 2.190% năm và đòi nợ kiểu xã hội đen. Quá trình xét hỏi 135 bị cáo trong vụ án cho vay lãi nặng xuyên quốc gia, mức lãi suất lên tới 2.190% năm, nữ kế toán Trần Thị Nga bất ngờ quay xe nhận tội, trước đó Nga phủ nhận hành vi phạm tội. Trong những ngày xét xử trước đó, Nga phủ nhận các nội dung trong cáo trạng, nói rằng mình không phạm tội. Bị cáo xin nhận tội vì đã giúp sức cho hoạt động cho vay lãi nặng. Nga trình bày, khai bản thân biết hoạt động cho vay lãi nặng của công ty, song Nga không nắm rõ lãi bao nhiêu phần trăm. Tại tòa, Nga một mực nhận tội và kính mong hội đồng xét xử xem xét hành vi phạm tội, tuyên phạt bị cáo mức án thấp nhất. Bị cáo Trần Thị Nga bị đưa ra xét xử về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cáo trạng thể hiện, Trần Thị Nga là nhân viên kế toán của công ty New Star, công ty nằm trong đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia với mức lãi suất lên tới 2.190% năm, nhận mức lương 9.205.000 đồng một tháng. Tổng số tiền lương Nga đã được hưởng khi làm việc tại đây là 234.920.000 đồng. Công việc hàng ngày của Nga là nhập số liệu thu chi phát sinh trên tài khoản ngân hàng của công ty New Star, công ty Ngôi Sao Việt, công ty Beta, công ty Việt Tín, công ty Kỳ Nam là các công ty của Li Zhao Guiyuan, 36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, kẻ cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng lập ra. Đồng thời, Nga cũng làm các thủ tục liên quan đến ngân hàng của các công ty kiểm tra các chứng từ chi phí phát sinh, rút nộp tiền theo yêu cầu của cấp trên, kiểm tra công nợ của các nhà cung cấp, lưu giữ những tài liệu liên quan đến việc thu chi. Trần Thị Nga nhận thức được các app vay tiền Caps VN, Vay Nhanh Pro của các công ty trên đều có lãi suất cao. Quá trình điều tra đã xác định trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2020 đến ngày 24 tháng 5 năm 2022, Trần Thị Nga đã giúp sức cho Li Zhao Quang tổ chức hoạt động cho vay qua hai app là Cash VN và Vay Nhanh Pro với tổng số tiền khoảng 1.560 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 725 tỷ đồng. Theo cáo trạng, Li Zhao Quang là đối tượng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi với mức lãi suất lên tới 2.190% năm. Cơ quan điều tra xác định Li Zhao Quang đã điều hành các công ty cho vay qua các app ứng dụng tổng số 120.780 khách hàng với số tiền hơn 1.607 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 732 tỷ đồng. Dưới trướng Li Zhao Quang là Zhuang Bin, 38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Người này được giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp, chỉ đạo bộ phận nhắc và truy nợ tại các công ty của Li Zhao Quang. Zhang Bin sau đó giao cho Nghiêm Đức Giang, 37 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội, phụ trách bộ phận truy thu nợ. Hàng ngày, các nhóm trưởng như Giang phải gửi báo cáo bằng văn bản kết quả thu nợ để Zhang Bin quản lý đôn đốc. Trong đường dây này, Bùi Đức Hoàng, 37 tuổi, trú quận Đống Đa, Hà Nội, được Nghiêm Đức Giang giao quản lý một nhóm nhân viên truy nợ. Hàng ngày, Hoàng dùng máy tính được công ty giao để đăng nhập vào hệ thống dữ liệu khách hàng của công ty. Tại đây có đầy đủ thông tin của khách hàng, ngày đến hạn trả nợ. Hoàng được Giang huấn luyện các chiêu thức đòi nợ. Theo đó, nếu khách hàng không chịu trả nợ, Hoàng sẽ cắt ghép hình ảnh rồi gửi cho khách để đe dọa. Nếu khách vẫn không trả tiền, sẽ gửi các hình ảnh đó cho người thân của khách hoặc đăng lên mạng xã hội nhằm ép buộc người nợ phải trả tiền. Từ năm 2019 đến tháng 5 năm 2022, Bùi Đức Hoàng đã giúp Li Zhao Quang, Zhang Bin và Nghiêm Đức Giang tổ chức hoạt động cho vay qua app Caps VN với tổng số tiền gần 1.230 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 550 tỷ đồng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.